Xót thương đàn mèo hoang gần 100 con bị đánh bả hơn nữa. Người đàn ông thức đêm canh chừng và cái kết đau lòng. Mới đây, tài khoản TikTok có tên viết tắt CPH đã chia sẻ câu chuyện về một người đàn ông đang cưu mang gần 100 con mèo hoang và cả những động vật khác nữa. Các bạn có nhớ cái lúc mà mình quay cái clip bé nào đi xe lăn á, thì có quay phải 6 bé mèo đang nhìn không? Cái ngày hôm sau mình đến mình quay kỹ lại, đây là mười mấy em mèo. Chuyện là trước đây, chủ video đã bắt gặp một con chó đi xe lăn trông rất đáng thương. Khi biết người chủ của chú chó này còn đang nuôi thêm hơn 60 bé mèo khác, nữ TikToker đã tự nhủ lần sau sẽ đến và mang thêm nhiều đồ ăn cho dàn boss. Tuy nhiên, lần ghé thăm tiếp theo, cô bàng hoàng phát hiện ra người đàn ông tốt bụng này lại vừa qua đời ngay ngày hôm trước. Nguyên nhân được em trai của người chủ chia sẻ rằng vì đàn mèo của chú đã bị mất hơn nữa rồi. Thì anh thương động vật anh nuôi đó, thì anh sợ đêm á ta bắt mèo đó, mà nhà cũng bị bắt cũng mấy chục mấy bao nhiêu hơn chục con đi đó, bởi ổng thương động vật cho nên ổng thức đêm canh mèo sợ bị bắt. Nhiều người để lại bình luận xót xa cho số phận của người đàn ông đáng thương này. Mình hay đi qua nhà chú này, chú thương đàn mèo dữ lắm. Thương chú và các em mèo, hy vọng các em sẽ gặp được người tốt cưu mang. Chú ở trên kia sẽ che chở bảo vệ cho các em. Những người sống có tâm hiền lành thương động vật thường được Phật đưa đi sớm đầu thai ở một kiếp khác tốt hơn. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Để lại bình luận bên dưới ngay cùng chúng mình nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!